Bước 1. Mở trình duyệt web. Bước 2. Nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3. Bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4. Bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt. Chờ một tẹo nha, để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi. Trời ơi, bà ơi, chạy, khoan, yên tâm em à. Tôi sẽ chọi thuốc đó, chết đi. Nó đang bị chết rồi, chết đi. Ui. Wow. Để nó đẻ ra cho Pico con, cứu tôi. Ui, có sao không? Ui, cho Pico con kìa. Ui, chết rồi. Giáo sư ơi, cứu con với, giáo sư ơi. Chạy đi giáo sư, chạy đi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha. Yeah. Ok, thì anh em thấy là bạn nào đang đứng kế bên mình không? Trời ơi, chắc là mấy bạn xem video đập lúc kia vlog, mấy bạn cũng biết đến nhân vật này rồi nha. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là Sammy Noob. Sammy Noob nè. Gì mà trời ơi. Ok bạn ơi, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào, let's go. Rồi ok Sammy ơi, tôi nói bà nghe nè, bà có biết trước mặt tôi là gì không? Đố bà cái này là gì nè. Đó, biết không? Trời ơi, nghĩ sao? Tôi bình thường tôi không biết được, mấy bạn cũng biết luôn á. Đây là một ngôi nhà màu trắng rất bình thường, không có ngoài và có rất nhiều cửa sổ. Thì nó lạ lùng dễ sợ luôn, cái nhà vậy đâu mà kỳ vậy ta. Ôi, ai xây vậy? Bà không biết rồi, cái này thật ra không phải là cái nhà đâu. Mấy bạn fan ơi, mấy bạn có biết không? Thật ra đây không phải là một căn nhà bình thường đâu mấy bạn. Mà cái căn nhà này chính là một cái phòng thí nghiệm khoa học. Và trong đây có một ông giáo sư cực kỳ giỏi luôn. Và ngay bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn cùng với lại Sammy đi thăm ông giáo sư này nha. Ông giáo sư này chính là gọi là bạn của mình đó nha. Ok, đi thôi, qua đây Sammy. Qua đây, vô đây vô đây. Đó. Đi đâu vậy? Vô đây. Đẹp chưa, bà thấy xung quanh đây đẹp không? Wow, có con heo nè, cười cười nhau. Ôi, bậy, xuống, đi leo xuống. Bà sai rồi, đây không phải là con heo đâu. Nè, không thấy hả, ông này tên là heo ú. Đây là giáo sư đó. Ông lừa tôi. Nghĩ sao con heo xấu xí này mà nghĩ sao là giáo sư? Ông nghĩ nó biết nói không? Nói coi. Trời ơi, bà không biết rồi. Ông giáo sư này ông biết nói chuyện á nha. Nhưng mà khi mà tôi quay video ông mới nói chuyện thôi, chứ người bình thường không nghe được ông nói đâu. Đây giáo sư ơi, ra đây. Đây tôi dùng cà rốt để tôi dụ giáo sư lại nè. Giáo sư lại đây, lại đây. Ông ơi, bị gì vậy? Bị lát hả? Nè. Ôi, hồi nãy bà thiệt là bà sai lắm luôn á. Bà dám leo lên đầu của giáo sư bà ngồi. Bà biết ông giáo sư này cực kỳ giỏi không? Ông thông minh lắm đó, không phải là heo, là ngu như heo luôn nha. Ông thông minh lắm luôn á. Sao tôi mà biết được? Rồi bây giờ ông bây giờ tôi vẫn chưa tin. Bây giờ ông phải làm gì đó để tôi tin ông này là giáo sư đi. Trời okay. Ai mà tin được bây giờ. Trời ơi, được thôi. Giáo sư ơi, tôi nói ông nghe nè. Hồi nãy tôi dẫn Sammy cùng với mấy bạn fan vào trong đây để thăm ông á. Nhưng mà Sammy với mấy bạn fan không tin ông là giáo sư. Ông hãy thử nói cái gì đó coi. Bây giờ mấy thằng nhóc này thật là lao quá hả? Không tin ta là giáo sư sao? Ta là giáo sư giỏi nhất vùng này đó nha. Đó, bà nghe gì chưa? Giáo sư tôi mới nói đó. Con heo hành tinh. Trời, nó biết nói chuyện kia. Trời, bà bỡ lăng vậy ta. Trời ơi, đây không phải là heo thành tinh, đây là giáo sư. Ổng biết nói chuyện nhưng mà ổng không hại người đâu. Ổng là người bình thường, ổng không hề gọi là ác độc hay gì đâu. Cho tôi hỏi đi, tại sao người ta gọi là giáo sư là những người gọi là to con lực lượng, tại sao lại biến thành con heo vậy? Ông là người Nguyễn hả? Bà không biết hả? Mấy bạn có biết lý do vì sao mà ông giáo sư này lại bị biến thành con heo không? Là do là một hôm á, ông giáo sư heo ú của chúng ta, ổng đã chế tạo một cái loại thuốc và ổng uống vô, cái tự nhiên vô tình ổng biến thành con heo luôn, không hiểu lý do vì sao luôn. Ôi trời mưa mất tiêu rồi. Ok rồi, trời mưa nè, trong lúc trời mưa tôi sẽ kêu giáo sư biểu diễn cho bà coi. Giáo sư, ông hãy làm cho hết mưa đi ông. Làm đi, nhanh lên giáo sư. Nhanh lên, làm cho bà tâm phục khẩu phục với giáo sư. Nè thấy không, ông đi, ông phù phép nè, đó, hô biến nè. Đó, thấy chưa, hết mưa luôn kìa, ghê chưa.
ông lắc thổi màu hết mưa luôn. Đúng rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy giáo sư heo ú có giỏi không? Ông chỉ gọi là phù phép tí thôi là coi như là hết mưa luôn. Quá ghê luôn. Sammy sợ ổng chưa? Trời ơi, tôi nể luôn á. Trời ơi, ông này có phép luôn hả? Bởi vậy tôi mới nói bà nghe nè, từ bây giờ bà phải gọi ổng là sao ta, là giáo sư nghe chưa, không được gọi ổng là con heo nghe chưa. Ok ok, xin chào giáo sư. Ủa, con xin lỗi nha, con không biết. Trời ơi, con tự con chủ là con heo. Trời, xin lỗi. Ôi giáo sư ơi, giáo sư giỏi quá luôn á trời. Bây giờ bạn của con nó tâm phục khẩu phục giáo sư rồi đó. Ây giờ có gì đâu hả? Trời ơi là trời, ta giỏi thiệt mà. Trời ơi là trời, thấy chưa? Giáo sư tôi biết nói chuyện luôn đó, ghê chưa? Rồi ok. Khoan nữa, tôi nói bà nghe nè, còn cái này hay lắm nè. Đi theo tôi. Bà thấy cái này là một cái bức tranh bình thường đúng không? Nhìn nè. Đúng rồi, bức tranh mà. Đúng rồi, nhưng mà bức tranh này chúng ta có thể đi xuyên qua được. Hey, đó. Ôi Phong, có Phong cần biết mất rồi. What? Qua đây. Qua đây. Ôi, đây hả? Bà thấy gì đây không? Nè, xin giới thiệu bà, đây chính là căn hầm bí mật của giáo sư heo ú á. Ôi khoan từ, mình đóng cửa lại đã. Xuống đây. Vậy? Hả? Giáo sư heo ú xây cho ai? Ôi, Sammy, đằng sau lưng kìa. Ôi, cái gì vậy? Ôi mấy bạn ơi, nhìn kìa. Ôi mấy bạn ơi, một con zombie mập địch to đùng luôn, nó mập ơi là mập luôn. Trời ơi. Đây lực lưỡng, ai gọi mập địch? Trời ơi, người ta lực lưỡng mà. Trời ơi mấy bạn ơi, hình như là mấy con zombie nó chơi Minecraft á, nó bị người ta giết hoài cho nên nó đi tập gym cho nên giờ to con quá bạn ơi, nhìn nó bự ơi là bự luôn á, con này mà đấm mình cái chắc mình chết. Ui nó lại gần mình kìa. Ghê quá. Khoan, tôi phải lên tôi hỏi giáo sư mới được. Cái con zombie này ở đâu ra vậy trời? Ôi, giáo sư heo ú ơi. Giáo sư. Trời ơi. Giáo sư. Nè, cà rốt này lại đây. Lại đây tôi hỏi ông này coi. Lại đây. Rồi tôi hỏi ông nè. Ủa cái con zombie ở bên dưới nhà là của ai vậy? Con zombie đó là của ta chứ ai hả? Do ta sáng chế ra đó. Trời ơi, ông bị điên hả? Ông nghĩ sao mà ông lại sáng chế ra zombie? Lỡ zombie giết người chơi sao? Ông bị gì vậy trời? Yên tâm đi, ta đã nhốt nó vào rồi, nó sẽ không làm được gì đâu. Khoan đã, ở bên dưới đó có mấy cái chai thuốc, ngươi đừng có lấy nha. Đó là chai thuốc cây đột biến á, đừng có đụng vô nghe chưa. Rồi, trời ơi, tôi biết rồi, có mấy chai thuốc. Mấy chai thuốc hả? Ôi, mấy bạn ơi, mình mới vừa nghe ông giáo sư, ông nói là ở bên dưới có mấy cái chai thuốc. Hình như là ông giáo sư mới vừa chế ra thêm cái gì nữa phải. Hay là bây giờ mình xuống đó mình lấy mấy cái chai thuốc đó mình nghịch ta. Trời, nghe hấp dẫn nha. Mình nói thiệt với các bạn luôn á, ông giáo sư mà mỗi lần mà ông chế ra cái gì á là mình luôn luôn mình lấy mình xài. Ok, bây giờ mình sẽ thử, mình lấy thử nha. Ôi, bà làm gì vậy Sammy? Bà bị điên hả? Trời ơi, tôi đang hù ông mà ông sợ chết á, chán sợ luôn. Ôi Sammy, tôi nói bà nghe nè, giáo sư mới vừa chế ra được mấy cái chai thuốc đột biến. Bây giờ tôi với bà xuống đó lấy đem đây chơi. Đi. Ê, không được đâu. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Ủa, ở đâu ra vậy? Ủa, ông đóng cửa tôi á hả? Tôi không vào được. Ông ơi, đây rồi. Ông ơi, ông đừng làm vậy. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Lỡ ví dụ mà ông biến thành giáo sư heo sao? Trời ơi, bà bị gì vậy trời? Cái thuốc này á chỉ làm biến đột biến những con quái vật được thôi. Ông giáo sư mới vừa nói với tôi nè, đâu tôi xem coi. Đây, mấy cái chai thuốc đây rồi. Lấy mấy bạn ơi. Hợp lý chưa? Ôi khoan từ, ông giáo sư ông có xuống đây không vậy? Mình phải đóng cửa lại. Ông giáo sư mà ông xuống á. Ông biết chứ. Ok. Ê, tính ra bà mới vừa nói là tôi đừng có nghịch đó, xong giờ bà sao bà tự nhiên bà ta theo phe tôi luôn rồi. Trời ơi, tại vì nó không hại em người thôi, tôi sợ làm gì. Ok, nhưng mà ông giáo sư ông bảo tôi là đừng có đụng vào, tôi phải đóng cửa lại cho ông giáo sư ông không xuống đây. Cho ông mà xuống đây ông thấy tôi nghịch mấy chai thuốc của ông là ông chửi tôi chết luôn á. Ok, để coi. Chỗ này nè, đố Sammy biết là gì không? Đây chính là một cái khu để chúng ta gọi là thí nghiệm á. Đây từ, tôi cho bà xem nè, mở này ra. Tôi sẽ bỏ vào đây một con zombie. Ê! Ôi, chạy. Trời ơi, bà ơi, chạy. Khoan, yên tâm em ạ. Tôi sẽ chọi thuốc đó. Chết đi. Ui, nó chết rồi kìa. Nó đang bị chết rồi. Chết đi. Ui. Wow. Ui, nó biến mất luôn rồi. Ghê thiệt. Wow. Cái thuốc này ghê chưa? Đâu tôi thử lại nha. Tôi sẽ để con zombie vào đây. Em thử bên trong đi. Ok. Ok rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái thuốc độc biến nè, tôi chọi vào người nó. Chọi nè. Đóng cửa lại. Rồi coi. Nó xoay. Ui, nó đang bị giật kìa. Ui, nó nổ luôn, nó biến mất luôn rồi. Ôi mấy bạn ơi, vậy có nghĩa là con zombie này đã đột biến không thành công rồi. Mình phải làm lại thôi. Ok, bỏ vô lại nè. Bỏ con zombie vô. Chọi thuốc nó. Ok. Rồi xem. Wow. Ui. Ui. Trời ơi, nổ phòng thí nghiệm luôn rồi. Chết rồi. Ui, nó gầm lên kìa. Trời ơi, Sam ơi, chết tôi rồi. Ui, sao nó nằm im vậy?
Ui. Ủa sao nó nằm im vậy? Ui. Ây da, trời. Ui, đây đâu đẻ đây cho Bicon, cứu tôi. Ui, có sao không? Ui, cho Bicon kìa. Ui, chết rồi. Giáo sư ơi, cứu con với, giáo sư ơi. Chạy đi giáo sư, chạy đi, chạy đi, chạy.